Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui vì mọi người đã đến với kênh của Hòa IB Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay là cái ngày mình đi về. Mình đã đi chơi Florida ba ngày hai đêm. Rất là vui luôn các bạn. Chuyến đi này tụi nhỏ rất là thích. Tụi nó có những cái trải nghiệm rất là vui vẻ. Trên bây giờ mình tụi mình đi về nhà, trở về nhà đây. Trên đường trở về nhà thì cây mình đi lên cái đường làng, không có đi freeway á, cái đường trong á các bạn, nó hơi xa chút, giống như cái đường ở ngoài freeway thì khoảng mình đi khoảng 5 tới 6 tiếng thì cái đường đường trong này nó hơn một tiếng nữa, là khoảng giống như là cái đường ngoài thì 6 tiếng mà đường này khoảng đi 7 tiếng là tới. Nhưng mà được cái á, mình đi đường trong nó không có bị áp lực, không có xe đông á các bạn. Mình đi cái tốc độ nó cũng không có cao, cho nên mình đi mình cảm thấy thoải mái hơn, mà ngắm cảnh cũng đẹp nữa. Cái cảnh hai bên đường đồng ruộng nè, rồi những cái ruộng bắp, rồi nhà cửa bên Mỹ mà nông dân đó, người ta coi người ta làm sao các bạn đó. Hai bên đường cũng rất là đẹp nha các bạn. Nhưng mỗi nơi có một cái đặc sắc nó khác nhau á, cái cảm đẹp nó khác nhau á, cho nên là mình đi hôm nay là hai vợ chồng mình về sớm chút, quyết định đi đường đi phía trong cho tụi nhỏ nó ngắm cảnh, ngắm những cái giống như là đàn bò, ngựa, rồi đồng lúa, ruộng, rồi bắp, rồi giống như là bờ rau cải, nói chung là nhiều lắm các bạn. Rồi những cái mậu rơm, người ta cuốn rơm này nọ đó, rồi mình nói cho tụi nó biết, tụi nó thích lắm. Nhưng mà mình lái xe thì ngủ ở trên xe thì cũng nhiều, tụi nó ngủ gà ngủ gật ở trong á, thì hai vợ chồng nói chuyện mở nhạc nghe, mở nhạc của anh Chế Linh nghe. Nhưng mà nếu mà mình bật cái nhạc lên thì nó sẽ bị bản quyền, cho nên mình tắt cái nhạc đi á các bạn, tắt nhạc đi. Nhìn mình nói nghe 6-7 tiếng vậy chứ đi về nhà cũng nhanh lắm, vừa ngắm cảnh vừa chuyện trò, đi về tới nhà nào cũng hay đó các bạn. Rồi trên đường đi á, ví dụ như mình đi đổ xăng này nọ thì mình đi, mình có thể đi vệ sinh được, đi restroom này kia, rồi có những cái giống như là cái chỗ dừng chân mà lớn á, rồi xe nào cũng vô để nghỉ ngơi dừng chân, rồi có những cái bàn, rồi cái ghế đá này kia, ghế á, cái ghế gỗ này kia đó, rồi cái khung cảnh nó cũng mát mẻ lắm. Mình thường á là mình đi xa khoảng 3 tiếng hay là 2-3 tiếng là mình phải nên ngừng chân một lần, là mình nghỉ ngơi khoảng chừng 15-20 phút gì đó rồi hẳn đi tiếp. Thứ nhất mình cũng phải nghỉ mệt, tới tài xế rồi cũng phải nghỉ mệt một chút cho nó tỉnh táo, mình xuống dưới rồi mình đi vòng vòng mà duỗi chân duỗi tay ra cho nó thoải mái á, rồi tụi nhỏ nó cũng không có mệt á các bạn, ngồi lâu trên xe cũng mệt. Thì ở Mỹ á, mình đi chơi á, có những cái chỗ dừng chân như vậy á, rồi chút nữa mình tới cái chỗ dừng chân rồi mình quay cho các bạn xem. Cho nên á, thường là mình đi du lịch ở bên Mỹ này nè, mình có xe nhà mình đi nè, mình thích thì mình đi thôi, mình leo lên xe của mình đi thôi. Hồi xưa mình nhớ ở Việt Nam á, mình muốn đi chơi xa hay đi Vũng Tàu hay đi Đà Lạt hay đi bất cứ nơi đâu á, mình phải mướn xe, có tài xế riêng chở đi, rồi mà giống như là mướn xe rồi hùng hạp tiền vô để đi chơi thì cũng vui, nhưng mà nó cũng hơi bất tiện. Rồi đi trên đường đi thì cũng không có nhiều chỗ nhà vệ sinh này nọ, rồi mỗi lần mình đi chơi xa, đi Đà Lạt hay đâu á, thì mình cũng ngại nhất là cái vụ mà đi vệ sinh đó các bạn. Cho nên bữa nay mình quay những cái cảnh này trên đường đi về cho các bạn xem để cho biết nha. Tỉnh chưa? Mời các bạn đi chung luôn nha. Đó, đi cho biết cho các bạn. Còn 1 phút nữa. Đúng rồi, đi được tiếng rưỡi rồi.
hủ tiếu ấy. Đi đường này chung thôi, đi đường kia. Ừ, đi đường đường này là đường này là móng nước nè, quay đi. Người ta làm bóng nước kìa. Ồ, người ta làm bóng nước, cái chán chán nó là bóng nước, còn kệ đủ. Wow, thì là dùng bóng nước vô nhà thì nào hay là cái gì đó. Ống nước quá trời. Chắc có làm thêm cái cống hả? Này là ống nước chứ cống gì nhỏ xíu hả? Ờ, ống nước. Cái ống nước vô cái khu nè. Cái đường này là mình đi không có thể phải đường đi quay, và đường này đường gì? Chơi là đường ruộng. Đường ruộng. Đây là đi đường làng. Đi đường làng. Và đường làng cũng có rest area nè. Vô rest area đi. Ghé vô rest area chứ. Ghé vô. Đó, đi là cái chỗ này là nghỉ ngơi là nghỉ chân. Nghỉ chân với lại đi restroom. Nghỉ chân với đi restroom. Công nhận đó, cái hoa đổ quyên nhiều quá. Mà đổ quyên ở đâu cũng có. Hay không có trên này kia. Hay không cao phát trên như là trước mình thấy không? Mình qua cái chỗ không. Đây là cái nơi dừng chân để mình nghỉ ngơi nè các bạn nè, hoàn toàn miễn phí nha. Trên người ta bỏ sẵn ở trong đó là giấy rồi nước rửa tay rồi xà bông này kia đó, thì rất là thoải mái luôn các bạn. Mình vô đây mình có thể nghỉ ngơi nè, rừng cây nè, rồi mình có thể mình dạo chung quanh được. Nhưng mà thường á là tâm lý mà mình muốn là về đi chơi mệt rồi là muốn về trở về nhà các bạn. Đó, tụi nhỏ nhà mình á, mỗi lần nó về nhà là nó nói trời, đi về thấy thoải mái thì cái mình nói là ồ vậy là mấy mốt con có muốn đi chơi nữa không? Nó dạ đi nữa. Đó. Nó đi ra ngoài rồi nó mới thấy ở nhà thật là sung sướng các bạn. Hey, mommy, sit down. Mommy, có sit down không kìa? No, I sit down. Video mình ngừng tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mến chúc mọi người luôn hạnh phúc và bình an. Nhớ like, share nếu mà thích những cái video mình chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại video lần tới. Bye bye. Mình đi xích bèo đi. Sao sạch không con? Sạch lắm. Sạch lắm luôn hả? Để rừng sạch không thấy chưa? Để cho put some on your channel. Restroom. Yeah. Rồi cắt cái chỗ đó sao rồi con? Cắt cái chỗ nào?